Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương và ông già Loen đang có mặt ở đường Nguyễn Khuyến. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Sóng nước theo làn, mây gợn tí. Lá vàng trước gió, khẽ đưa vèo. Dê. Đậu xe ăn lão dê, đậu đâu? Dạ, chú cắm lên rồi dê xuống, chú mới vào được. Dạ, vào đây luôn. Chú dê sát sát lều cắm nhé. Chú chạy lên rồi chú ra xuống. Có được cái vỉa hè này đậu cũng ngon cơm quá. Đây là chuỗi siêu thị Hoàng Gia. Còn giờ chúng ta sẽ qua đây là quán lẩu dê Hoa Lư Quán. Chắc mang vô có ai cho bớt đi chứ. Mình cứ mang theo quà to tướng. À, ông già Noel đi phát quà. Lối đi đâu, lối nào đấy ta? Chắc đi lối này. Dê núi Ninh Bình nhá các bạn. Để em cầm cho. Phôn. Má giùm cái chìa khóa xe. Được rồi. Con ngoan học giỏi nhá. Dạ đi con. Dạ đi. Thịt hai tay. Đưa này. Hai tay vượt rồi. Giờ Noel phát quà cho các bé đó. Lên tặng quà. Ông già Noel đi.
Đấy, cho anh một bàn hai người. Anh một bàn hai. Anh ơi, bây giờ bên em hết thịt rồi, giờ chỉ còn mấy món lạnh thôi, món nguội. Hết thịt ra còn món nguội. Cái ừ, được rồi. Đã lỡ tới rồi. Không, 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 không phay mà. Ừ, phay. Phay nè. Và thịt nướng. Ừ. Và bẹ sữa nướng nè. Ok. Bẹ sữa là heo. Ờ, bẹ sữa là heo không? Ừ. Rồi, lẩu. Lẩu thì còn chưa có ừ, thôi. Ăn nướng với phay gì đi. Cho anh bàn hai người nhé. Rồi xếp bàn hai người ăn đi Dương ơi. Ngồi ở đâu em? Em ơi chờ xíu. Cái này là tôi chưa ai. Dạ. Dạ dạ. Cái là cô kia nó có 10 tuổi này, nó mới trẻ vậy ơi, cho nó với. Ê ông ơi. Ông này nào nào ông mà ông đâu thì ông đưa hết đi. Con học qua nha. Ông đi. Con cảm ơn ông đi. Bên chú đây này. Ngồi đâu em, đi lối nào em? Anh Giáp ơi. Ờ đây anh đợi. Ờ. Ờ được rồi, được. Chờ xíu được.
ơi, cho anh đi bàn nè. Em ơi, em gái ơi, em. Rồi, dẫn. Túi dày quá. Này, đi theo cô. Đây, vô đây, mời cả nhà vô đây, mời các bạn vô đây. Đây, chúng ta vô đây lấy bản ra. Đâu em? Đây đi. Ok, anh cảm ơn. Ừ. Phay nướng rồi để anh thử. Còn món gì nữa? Chả nướng. Anh ra đây. Rồi ngồi đi anh. Cảm ơn, là đây, là đây, là đây, là đây. Không có sợ, không có sợ, là đây. Rồi, ok, bắt tay. Học giỏi nha. Rồi, để ta ra. Rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Chào mắm tôm. Em ở đây chào ấy. Chào. Đây mắm tôm. Còn đây mắm gì? Đây là tương bần. Tương bần, tương bần Hưng Yên à? Thịt dê không có tương bần thì ăn ăn có ngon. À. Mắm tôm. Đây là các cái gia vị. Cái này là gì, có phải sung nhỉ hay gì ta? Quả vả. À quả vả. Lòng vả, như lòng sung là giống ở đây đúng không? Đây là quả vả. À. Đây là chú chát. Đây là quả xả. Xả. Đây là riềng. Riềng. Đây là khế. Khế. Quê hương là trùng khế ngọt đấy. Garlic, tỏi, tỏi. Tỏi. Ớt. Ớt. Còn đây quả nhỏ này là sung. Đây quả sung. Quả này quả sung. Quả sung. Hành. Cái này hành tím. Hành tím. Mắm tôm, đây là mơ. Lá mơ, tía tô, đinh lăng. Rồi, Merry Christmas. Đó. Dùng đi. Hello. À. I said to you. Sao mà xinh gái thế? Có kẻ chưa?